Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ năm ngày 25 tháng 10. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội luật gia tỉnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023. Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm, Mỹ Hào và Yên Mỹ về kết quả và tiến độ triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về công tác cán bộ. Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tích cực chuẩn bị sẵn sàng cho vòng chung khảo, chung kết liên hoan chiếu chèo làng tôi tỉnh Hưng Yên mở rộng năm 2018 và các ngày 26, 27 và 28 tháng 10. Các cấp hội nông dân huyện Ân Thi phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội luật gia tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023. Sự đại hội có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Hội luật gia Việt Nam. Hội luật gia tỉnh hiện có 33 chi hội, một trung tâm tư vấn pháp luật và một huyện hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật. Trong đó chú trọng hoạt động tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, góp phần cải thiện môi trường pháp lý, giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hội đã tham gia góp ý xây dựng vào 17 dự thảo luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý được 297 vụ việc ở nhiều lĩnh vực. Tư vấn pháp lý lưu động tại 100 xã với trên 4.000 lượt người tham dự. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những đóng góp của cán bộ hội viên các cấp Hội luật gia tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Hội luật gia tỉnh tiếp tục rà soát, thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Trung ương, tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát việc thực thi pháp luật, thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật, cũng như tư vấn pháp luật cho đông đảo nhân dân, tích cực tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đại hội cũng đã bầu ra 21 đồng chí vào Ban chấp hành Hội luật gia tỉnh khóa 3. Đồng chí Nguyễn Văn Thảo được bầu là Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018-2023. Chiều qua, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với thành phố Hưng Yên về kết quả thực hiện các nghị quyết số 18 và số 19 ngày 15 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác cán bộ. Sự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Thực hiện nghị quyết số 18 và số 19 ngày 15 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác cán bộ, đến nay thành phố đã có 4 tổ dân phố có chức danh bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố. Thời gian tới sẽ tiến hành sáp nhập một trường tiểu học với một trường trung học cơ sở trên địa bàn xã Hồng Nam, trường mầm non 19 tháng 5 và trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành chuyển sang mô hình tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu thành phố Hưng Yên cần vào cuộc thực hiện đạt hiệu quả cao các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, cương quyết vào cuộc giải quyết dứt điểm hợp đồng lao động không đúng quy định, tận dụng tiềm năng sẵn có để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi sang trồng cây con cho giá trị kinh tế cao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân chuyển đổi cây trồng cho phù hợp, chú trọng xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông nghiệp sạch. Cần bảo tồn, cải tạo và trồng thêm các giống nhãn quý tại các tuyến phố, đặc biệt là vào cuộc triển khai nhanh, đảm bảo chất lượng công trình thu gom nước thải, làm đến đâu, dứt điểm luôn đến đó. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cũng đã về làm việc tại các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ để nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua nghe báo cáo của các huyện, phát biểu kết luận buổi làm việc tại các địa phương, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong thực hiện nghị quyết của Trung ương của tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối, cán bộ kiêm nhiệm, giúp tinh giảm số người hưởng lương, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc bộ máy quản lý nhà nước. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện bầu bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn,
sáp nhập các thôn không đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở những xã có nhiều trường cùng cấp và những trường không đảm bảo quy mô về số lớp. Sáng ngày 25 tháng 10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Theo kết quả công bố chiều nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh được 323 phiếu tín nhiệm cao, 146 phiếu tín nhiệm và 6 phiếu tín nhiệm thấp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người nhận được sự tín nhiệm cao nhất với 437 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 90%, cùng với 34 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp. Dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao ở khối chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 393 phiếu tín nhiệm cao bằng 81% cùng 68 phiếu tín nhiệm và 14 phiếu tín nhiệm thấp. Các phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ đều có tín nhiệm cao trên 300 phiếu. Đứng đầu về số phiếu tín nhiệm thấp là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ với 137 phiếu tín nhiệm thấp bằng 28,25% số phiếu, cùng 140 phiếu tín nhiệm cao và 194 phiếu tín nhiệm. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều thứ hai với 107 phiếu tín nhiệm thấp cùng 142 phiếu tín nhiệm cao và 221 phiếu tín nhiệm. Đây là lần thứ ba Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Lần này có 48 chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cũng trong phiên làm việc hôm nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về hai dự án luật là Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Thảo luận về dự án Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, một số ý kiến cho rằng nếu những tài sản thu nhập tăng thêm không giải trình được hoặc giải trình không hợp lý thì cần coi đó như tài sản tham nhũng, cần chuyển cơ quan điều tra. Nếu chứng minh là tài sản do tham nhũng mà có thì phải xử lý hình sự. Đại biểu cũng cho rằng không thể tiến hành đánh thuế với tài sản này vì khi chưa chứng minh được tài sản tăng thêm đó có phải do tham nhũng hay không thì không có căn cứ tính thuế. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng việc xử lý tài sản thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý phải do tòa án xử lý, chỉ chuyển cơ quan điều tra khi có dấu hiệu tội phạm. Về phạm vi điều chỉnh của dự án luật, một số đại biểu cho rằng phạm vi áp dụng trong dự án luật này quá rộng nhưng lại chưa đề cập đến những doanh nghiệp sân sau. Đường DH18 được triển khai thi công tháng 6 năm 2017 với tổng mức đầu tư trên 28 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đường đã phải hoàn thành cách đây 3 tháng, nhưng hiện nay nhiều đoạn vẫn chưa được thi công do chưa giải phóng được mặt bằng. Đường DH18 là tuyến đường chính dẫn vào cụm công nghiệp Tân Quang thuộc địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Hiện nhà thầu đã thi công hoàn thành trên 70% khối lượng, nhưng vẫn còn hơn 3.200 m² mặt bằng chưa được giải phóng tại các vị trí. Đó là công ty Barotech, quỹ tín dụng xã Tân Quang, trạm thu phát sóng và khu nhà tập thể bưu điện xã Tân Quang. Do là tuyến đường huyết mạch dẫn vào cụm công nghiệp Tân Quang, nên thời gian thi công trong vòng 360 ngày. Do chưa giải phóng được mặt bằng, nên công trình đã chậm được bàn giao so với kế hoạch đã hơn 3 tháng. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện đi lại an toàn, đề nghị chủ đầu tư Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm sớm giải phóng nốt phần diện tích còn lại để nhà thầu triển khai thi công hoàn thành công trình. Hiện nay tại chợ Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tình trạng các tiểu thương từ nơi khác tới tụ tập, chiếm dụng lòng lề đường để kinh doanh buôn bán gây mất an toàn giao thông. Cứ vào buổi sáng sớm từ 6 giờ đến 8 giờ 30 phút tại chợ Trung Nghĩa, tình trạng một số tiểu thương từ nơi khác tới tụ tập lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán gây mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, người mua lại dựng xe ngay trên đường, không để ý đến các phương tiện qua lại, rất dễ xảy ra tai nạn, nhất là giờ cao điểm khi các em học sinh của xã đến trường. Được biết, chợ Trung Nghĩa nằm trên trục quốc lộ 38B, lại là ngã tư nối với các thôn xóm của xã Trung Nghĩa. Hàng ngày đoạn đường này đều đón một lượng lớn phương tiện tham gia giao thông đi qua, đặc biệt là các xe container tải trọng lớn chuyên chở hàng hóa.
Trước tình trạng trên, thiết nghĩ Ủy ban nhân dân xã cần tuyên truyền và nhắc nhở để nâng cao ý thức của người dân, đồng thời ra quân giải tỏa dứt điểm những trường hợp chiếm dụng lòng lề đường để buôn bán gây mất an toàn giao thông. Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ có chiều hướng phức tạp, trong đó sự lơ là mất cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của nhân dân đã khiến cho tội phạm hoạt động dễ dàng. Theo thống kê của Công an xã Thanh Long, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã xảy ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản bị mất chủ yếu là tivi, xe máy, nguyên nhân là do các hộ dân không khóa cửa, chốt cửa khi đi vắng, lơ là để xe không có người trông coi, không khóa cổ, khóa càng. Đặc biệt thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp đồ thờ tự trong các đình chùa có diễn biến gia tăng. Điển hình mới đây nhất vào hồi 23 giờ ngày 27 tháng 8, kẻ gian đã đột nhập cậy cửa khu nhà mẫu của chùa Hằng Thủy, thôn Đặng Xá, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Trong đó có 3 đỉnh đồng, 4 cây nến đồng, 4 tượng hạc đồng và 3 mâm đồng, một hòm công đức. Trước đó, vào cuối năm 2017, chùa Thụy Lân, thôn Thụy Lân cũng bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều đồ thờ cúng có giá trị cao. Điều đáng nói, trên địa bàn toàn xã hiện còn gần 10 đối tượng nghi nghiện ma túy. Bên cạnh đó, xã Thanh Long là địa bàn giáp danh với nhiều địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao nên phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, ngoài tinh thần cảnh giác của người dân, lực lượng công an xã cũng phải thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sáng ngày 25 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đoàn Hưng Yên tổ chức khai mạc giải bóng đá học sinh tiểu học tỉnh Hưng Yên năm 2018. Tới dự có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự giải năm nay có 10 đội bóng đá nhi đồng đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Các đội được chia thành 3 bảng. Bảng A gồm các đội Văn Lâm, Mỹ Hào, Văn Giang, Khoái Châu. Bảng B gồm các đội Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động. Bảng C gồm các đội Yên Mỹ, Ân Thi, thành phố Hưng Yên. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng A vào thi đấu bán kết. Các trận đấu của giải áp dụng luật thi đấu bóng đá mini 5 người. Giải bóng đá học sinh tiểu học tỉnh Hưng Yên năm 2018 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 10 trên sân bóng đá Hà Phát, thành phố Hưng Yên. Thông qua giải nhằm khơi dậy phong trào bóng đá trẻ trong toàn tỉnh, phát hiện những tài năng bóng đá học sinh để tuyển chọn vào đội tuyển bóng đá nhi đồng của tỉnh tham dự giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2019 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Liên hoan Chiếu chèo Làng Tôi tỉnh Hưng Yên mở rộng năm 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10. Ngay trong chiều ngày 25 tháng 10, mọi công tác chuẩn bị về trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, lễ tân, phòng thay phục trang diễn viên đã được ban tổ chức hoàn thành. Liên hoan năm nay sẽ có sự góp mặt của 24 tiết mục đặc sắc được lựa chọn từ các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Hà Nội. Đài Hưng Yên đã chuẩn bị tốt nhất để mà đón các chiếu chèo của 7 tỉnh về dự. Thế và lần này thì đài đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về âm thanh, ánh sáng và chúng tôi đã mời các chuyên gia âm thanh, ánh sáng của Đài Hát Chèo Việt Nam, âm thanh, ánh sáng của VTV để về giúp sức. Thế và chúng tôi đã tạo điều kiện tốt nhất để mà các diễn viên nhạc công trong 3 ngày tới đây để mà biểu diễn hay nhất, tốt nhất, phục vụ khán thính giả của tỉnh nhà Hưng Yên. Thế và cũng đây cũng là một góp phần làm cho cái bản sắc văn hóa, các cái chiếu chèo được gìn giữ phát huy trong các làng xã. Thế và với sự chuẩn bị chu đáo và chúng tôi đã mời ban giám khảo là nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan, giám đốc nhà chèo Việt Nam về làm trưởng ban giám khảo. Tôi tin rằng là các cái hoạt động và các cái chiếu chèo sẽ được biểu diễn hay nhất, tốt nhất và đêm diễn và các chương trình diễn trong 3 ngày tới, ngày mai, ngày kia và chủ nhật là sẽ diễn ra tốt đẹp và tin tưởng rằng với cái tình cảm mến khách của thành phố Nghiên và cũng như sự chuẩn bị chu đáo của đài thì Liên hoan Chiếu chèo Làng Tôi tỉnh Nghiên mở rộng 2018 sẽ thu được kết quả tốt đẹp. Theo kế hoạch,
Buổi liên hoan đầu tiên của vòng chung khảo sẽ diễn ra từ 13h30 đến 18h ngày 26 tháng 10 tại trường quay S9 của Đài, với 6 chiếu chèo gồm câu lạc bộ người cao tuổi thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, chiếu chèo thôn Dinh Khuốc, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, chiếu chèo câu lạc bộ thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, câu lạc bộ thôn Nhân Lý, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, câu lạc bộ thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ và câu lạc bộ chèo xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Các buổi liên hoan tiếp theo từ 20 giờ đến 22 giờ 30 ngày 26 tháng 10 và từ 8 giờ đến 12 giờ và từ 13 giờ 30 đến 18 giờ ngày 27 tháng 10. Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20 giờ tối Chủ nhật ngày 28 tháng 10 tại sân khấu ngoài trời dưới chân tháp phát sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Kính mời quý khán giả và nhân dân đến dự và cổ vũ cho liên hoan. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ mở rộng diện tích trồng cam bố hạ. Giống cam này phù hợp với đồng đất địa phương và cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã Nguyên Hòa có hơn 100 hộ trồng cam bố hạ với diện tích hơn 80 mẫu, tập trung ở thôn Sĩ Quý. Nhiều gia đình trồng với diện tích lớn như hộ ông Đào Xuân Quyết, Đặng Thành Nhơn, Đỗ Văn Ngàn. Cam bố hạ là giống cam rất dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc và gần như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Giống cam này nổi tiếng, quả to, mọng nước, bình quân mỗi quả nặng khoảng 500 gram, quả to nặng trên 1 kg. Mỗi sào người dân trồng khoảng 30 gốc cam cho thu khoảng 3 tấn quả với giá bán bình quân là 13.000 đồng 1 kg. Mỗi sào cam người dân thu lãi khoảng 30 triệu đồng. Nhiều năm nay, ông Đào Văn Khắc thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang phát triển kinh tế từ trồng hoa đem lại thu nhập cao. Mô hình trồng hoa của ông Khắc rộng hơn một mẫu, chủ yếu là các giống hoa như hải đường, hoa trà và hoa hồng các loại. Từ tháng giêng âm lịch, ông Khắc bắt đầu trồng. Sau 6 tháng, cây hoa được xuất bán. Tùy thuộc vào kích cỡ, kiểu dáng, chất lượng hoa, mỗi cây hoa hồng có giá bán dao động từ 200 đến 700 nghìn đồng một cây. Hoa trà từ 300 đến 1 triệu đồng một cây. Hoa hải đường từ 300 đến 700 nghìn đồng một cây. Trừ chi phí, mỗi năm vườn hoa của gia đình ông Khắc cho thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội nông dân của huyện Ân Thi luôn phát huy vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chung tay góp sức, phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân xã Tiền Phong là một trong những cơ sở hội điển hình của huyện Ân Thi trong việc tuyên truyền, vận động gia đình hội viên tự nguyện ủng hộ tiền và ngày công lao động để làm các công trình phúc lợi tại địa phương như đường giao thông, nhà văn hóa, nhà chờ tang lễ. Điển hình có gia đình hội viên Lê Văn Phương ủng hộ trên 400 triệu đồng, gia đình hội viên Nguyễn Văn Quế 250 triệu đồng, gia đình bà Nguyễn Thị Huế ủng hộ hơn 200 triệu đồng. Hiện nay tại chi hội thôn Đình Xá đang triển khai làm cổng làng, kinh phí chủ yếu do hội viên và con em hội viên tham gia ủng hộ. Hội xã đã tuyên truyền vận động các hội viên thực hiện 3 cái chỉ tiêu trong 19 tiêu chí xây dựng thôn mới. Đó là chỉ tiêu số 11, chỉ tiêu 13 và chỉ tiêu số 17. Và cuối năm 2017 thì xã đã cơ bản được trên về thẩm định và đánh giá là đạt cơ bản 19 tiêu chí xây dựng thôn mới. 5 năm qua, các cấp hội nông dân trong huyện Ân Thi đã góp được trên 46 tỷ đồng, tham gia hơn 24.000 ngày công lao động, hiến đất trên 22.000 m2, làm đường bê tông nông thôn được trên 81 km và gần 230 km kênh mương. Hiện nay, tại các cơ sở hội thành lập và duy trì 105 tổ vệ sinh môi trường, có phần không nhỏ vào việc thực hiện tiêu chí môi trường. Về phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, các cấp hội nông dân trong huyện đã vận động hội viên và nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương. Kết quả bình xét 5 năm có 47.600 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong thời gian tới, thì chúng tôi tập trung một số nhiệm vụ, đặc biệt là về công tác tuyên truyền vận động đến cán bộ hội viên nông dân trong toàn huyện về ý thức về cái xây dựng nông thôn mới, thứ nhất là về phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho các hộ gia đình hội viên, thứ hai là về công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, huyện Ân Thi đã có 13 trên 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các cấp hội nông dân đang cùng với cả hệ thống chính trị tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần đưa huyện Ân Thi sớm trở thành huyện nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.